Yo yo yo, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Đạt City. Trước khi bắt đầu video, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nếu các bạn yêu thích mình, hãy để lại cho mình một like, một subscribe để mình có động lực ra video tiếp theo nha. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu chơi game thôi. Và tựa game hôm nay của chúng ta chính là tựa game Red Dead Redemption 2. Ở tập trước mình mới tuyển con ghẹ cũ các bạn đi lên tàu để lấy chồng hay gì rồi, thì ở tập này mình sẽ tiếp tục đi làm nhiệm vụ nha. Lần này mình sẽ cố gắng đi tới cái chỗ cái này nè các bạn, Blackwater nè, nhưng mà mình sẽ đi theo kiểu lắm. Ok, mình sẽ đi thôi. Nói chung này nó chỉ cho đi chậm thôi chứ nó cho đi nhanh. Tôi vô game này tôi thấy cảm thấy lúc nào cũng chiêu chiêu, cái cảnh nó đẹp ấy. Ủa, tôi thấy có tiếng súng nha. Ủa, nó bắn nhau kìa. Thôi kệ tụi nó. Mới vô thấy bắn nhau rồi. Mình tính đi đường mòn các bạn ơi, nó không có đi cái đường giống như tập hôm bữa. Về đây hết việc thì tôi giúp. Đâu giỡn à? Ông này đỡ tôi một mạng nha. Ông này giàu á. À, mình cứu ông này cái kiểu giống như là mình được ông này ông cho chậm luôn. Để tôi coi. Tôi khóa nha. Tôi có cái gì không? Hộp đạn à. Hộp đạn không hả? Hộp đạn đầy không được mang thêm nữa rồi. Ê, tự nhiên nhặt nó làm gì? Trời ơi, bỏ xuống bạn ơi. Tự nhiên nhặt nó làm gì? Tôi nghĩ là cái xe này vẫn còn đấy. Không thể nào có nhiêu đó được. Ai, để tôi coi. À, mình có thể bán xe ngựa này luôn ạ. Còn gì nữa không ta? Bán xe ngựa này đâu ta?
Để tôi coi coi có sao. À, tôi nhớ không lầm là bán xe ngựa này ở ở đây mà mình đang ở đâu rồi, mình đang ở đây. Ồ, nó gần quá các bạn ơi, thôi mình quyết định đéo đi đâu, nó gần quá, chi gì mấy đồng bạc lẻ mà đi thôi chứ. Ai chi nó xa thì mình đi, đằng này nó gần quá sao mình đi được. Tiền thưởng 300 ngàn các bạn thấy không? Để tôi coi là. Ây da, các bạn thấy gì không? Má tôi chính thức bước vô cái vùng đất chết rồi nha. Ôi chưa chưa chưa. Chưa chưa, xíu nữa tôi lên tới đây tôi mới bước vô. Cái này có chỉnh nút tắt bật bản đồ được không ta? Để xíu nữa để tôi vô tôi coi luôn. À mỗi lần bật bản đồ lâu quá. Điều khiển nè, bàn phím nè, cài đặt phím nè, camera điện ảnh thay đổi, mở bản đồ M. Ôi trời ơi, nhấn nút M đậu phộng để tôi thử coi. Trời ơi, tôi gà các bạn ơi. Này tôi xin lỗi nha. Đậu phộng nhà nó. Mình gà thì chấp nhận thôi. Sao hôm bữa tôi bấm không được nha? Hôm bữa tôi bấm em mở không được. Tại vì tôi chơi GTA 5 á, tôi bấm em mở. Tôi vô đây tôi bấm được cái lúc đó tôi tưởng là mỗi lần phải bấm Accept ra mới coi bản đồ được. Hơi non hả các bạn? À, hơi non. Tàu hũ hơi non. Ê. Con ngựa của mình nó sợ. À, tội với con chó này quá. Chó sói thì bắn kiểu đó nó thành cái da, lớp da nó kém các bạn. Tại vì mình bắn kiểu này nó hư lớp da chứ. Mấy con này á, các bạn muốn săn được 3 sao á, các bạn phải bắn súng ngắm. Bắn vô đầu nó, thấy chưa, da sói kém thấy không? Lấy làm gì đâu. Chủ yếu mình lấy thịt với lấy tim thôi. Ok, tiếp tục con kia. Chỉ trời, thằng quỷ này. Để mình kêu ngựa lại. Ồ, có người phía sau mình kìa các bạn ơi. Nè mình cho các bạn coi nè. Bạn thấy không? Một đám luôn thấy không? Các bạn biết tại sao không? Mình đang có ở trong cái vùng nguy hiểm mà mình lại nổ súng. Đó. Phong cảnh đẹp quá. Nó sẽ tới đó nó điều tra thì mình phải đi trước khi nó tới thôi. Gì trời, tôi nghe có tiếng chó sói nữa. Kìa, chúng ta sắp tới nhiệm vụ rồi kìa.
Sao ta? Để tôi đi xuống dưới. Nhảy đi, nhảy, nhảy đi. Từ từ. Khúc này hơi bị lú rồi. Từ từ. Gần tới rồi. Các bạn nhìn thấy nó xuống ngựa không? Tiếu tiếu thiệt chứ. Ây da, nó không cho lên. Đây, nhiệm vụ của chúng ta đây. Cuối cùng cũng làm được. Gì đấy, vẫn bị cướp à? A lot. Uniforms everywhere. You see Sean? No. I don't think so. Nhiệm vụ gì đây? Where's Trelawney? He knows. Giải cứu người anh em. Ủa, thằng nào bị bắt ta? Anyone been in the Blackwater, see how things lie? Place is crawling with Pinkertons, bounty hunters, and pictures of Dutch and Isaiah. We got a lot of money sitting in that town. And that's where it's going to remain for now. Ồ, các bạn, mấy các bạn có thấy phía sau mình có thằng không? Nào, mình mới thấy phía sau mình có thằng. À, đây nè, đây nè, đây. Sean is being moved up in Upper Montana. Then to a federal prison out west. Damn. We can't be rescuing people from some federal prison. We either rescue him now or cut him loose. I'm not cutting anyone loose. Of course not. Ike Skelding's boys are moving him to a camp nearby before handing him over to the government. So, I guess we need to stop them before they get to camp. Charles, why don't you head up on the north side, and we'll head up on the other side of the valley and meet you. That way we have them in either direction. Javier, Josiah, come on. Let's go see. You know, Arthur, the government, or people whom the government like, seem to be very angry. Sure. Well, we'll rescue Sean, and then we'll get ourselves lost, good and proper. It's a big country. I hope so. Ui da, con ngựa của tôi nó đẹp chứ gì đâu á. Đúng là một con ngựa tốt mà. Tìm con thuyền. Ôi trời 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 trời, xém té rồi. Keep your eyes open for Pinkertons. They got patrols out all over this area. Yes, south of the river, West Elizabeth isn't a very welcoming place right now. Down there. Đây, đây, con thuyền đây. Reckon those might be our boys. All right, gentlemen. Follow me. Keep your guns away until we know it's Sean, okay? I know what you two are like. You think they can see us? If they can, we're just three fellas out on the trail. Act natural. We'll be fine. Giờ mình sẽ bật cái chế độ cinema rồi coi. Much as I love dodging the law and sleeping in the dirt with you derelicts, I do have other business to attend to. What happened in New York? You know how life is. Never a straight road anywhere. Especially with you. Nice to know I'm missed, though. Have you run out of people to rob? Oh, we'll never run out of people to rob. But without me, you'll not find the caliber of victim that I find. Come on, let's keep them in sight. You all right, Javier? You're quiet. He hasn't stopped talking since we left you in Valentine. It's the longest ride of my life. Cute, dear boy. Very cute. Pick up the pace a bit. Apparently, there's a camp somewhere around here where the bounty hunters meet. Transfer before continuing out west.
I imagine that's where they're headed. Thì mình sẽ đi theo con thuyền. Đấy, con thuyền kìa, con thuyền kìa. Nó tên nơi rồi. They're pulling into shore. All right. Let's take a closer look. Binoculars, gentlemen. Oh, có người. So who are these bounty hunters? I don't know too much about Axe Skelton's boys, but I hear they're a big crew, wild, built some reputation in the last year or two. That looks like Sean to me. Certainly kicking up enough of a fuss. Yep, that's definitely Sean. Oh, they're giving him a decent kicking. Well, you can only imagine the shit he's been giving them. Oh, yes. They're taking him up the canyon. There's Charles on the other side. Let's go. What about the other two down there? Có thằng kia nó ngồi đối diện. Follow me. À, tôi lại bắn súng rồi mà tôi sắp hết đạn rồi. À, cây này còn. Vậy cha, cứ đi sắp sắp vô mình lắm vậy trời. Quỷ này, nó đi cứ sắp sắp vô. Do this quietly if we can. Leave it to me, gentlemen. I'll go around and create a distraction. Then you two sneak across and do the dirty on them. Okay. Get your knife ready. Keep your head down. Chuẩn bị dao. Okay, okay. Okay, let's move down. Don't cross until he's got their attention. À, tụi nó đằng kia kìa, hai đứa. Gentlemen, excuse me. Dear brothers, my wife is taken ill. Gravely ill. What's the problem? It's dear Bessie. She's the one on the left. Mary, stay calm. Stay low. I'm beside myself. If I lose Bessie, I lose everything. Calm down, mister. I can't. I'm having a fit. À, bạo lực quá. À, các bạn nhìn thằng đớt kìa. Cái mặt nó buồn cười quá. Ủa, hai đô mấy luôn các bạn. Tụi này giàu nha. Ủa, giờ đi đâu ta? Hồi nãy lo đánh nhau không đọc chữ. Đi theo thằng này à. Ủa. Tôi ngáo rồi. Thằng kia đâu? Ủa, sao chấm vàng không xuất hiện trên bản đồ ta? Khó hiểu nha. Chết mẹ là tôi đang đi đâu đây? Khoan, ở bên đây phải không? Hết thể lực. Come on, we got two halfway up the canyon to deal with.
you got there, eh? Those are very nice. Who's the guy you got them from? Is he alive still? À, đông đấy các bạn. Các bạn nhìn đông đấy. Okay, okay. Để tôi núp cái. Đậu phộng chưa đánh gì chân mà nó bắt mình nổ súng rồi. Đâu nữa, đâu nữa? Ở phía trên có không? Từ từ, từ từ, từ từ. Anh kia làm gì liều chạy lên chạy. Tôi coi tụi này nó có cây súng nào ngon không. Đó, súng của tôi bắn 3-4 viên mới chết. Ây da. Ây. Hay lắm. Cái thằng này bắn giỏi nha. Thằng NPC này bắn giỏi nè. Chả bù với thằng tầm tịch trước. Đậu phộng nó bắn như xịt á. Bạn ơi, bạn ơi. Bắn đi bạn ơi. Gì á? Thằng nào bộ thằng nào được chạy. Nó cho bắn. Để tôi lục đồ tôi lấy tiền cái. Có gì đâu mà gấp. Đang nghèo. Không có cái súng nào xịn chứ ta. Ồ, các bạn thuốc đắng là hơi bị xịn đó nha. Đó, các bạn thấy không? Vòng tay bạch kim. Cứ từ từ. Làm nhiệm vụ rồi chủ yếu là cái này để kiếm tiền thôi chứ. Đồng hồ bạch kim các bạn tưởng nó rẻ lắm hả? Hai thằng dưới kia nữa. Tụi này trong người toàn 2 đô mà. Các bạn lục 10 đứa là 200 đô rồi. Các bạn nhìn mình 250 mấy đô đó. Ồ, thuốc ngựa nè bạn. Thuốc nó xịn á. Hình như cũng 3-4 đô á. 3 đô. Ồ, 50 hộp súng đạn cao cấp. Các bạn thấy không? Tụi này tại nó không có tiền thôi chứ. Ủa, tụi này tại nó không có súng xịn thôi chứ tiền tụi này có. Đó, rồi từ từ lên. Tôi thấy có một thằng trên đây nữa. Chập 60 đô. All good. Wouldn't go that far. The camp's up this way. Come on. Charles, you take the right.
I'll go left. Okay. Let's take these hijo de putas! God. Damn army of these bad boys. How much is it? Nó tính ra toàn mình xử hết đó chứ. Tù nó bắn chính xác à. Hơi bị nhiều ấy. Bên đây không có ai nữa. Kệ nó trên núi nó xuống kìa. Trù hai đứa trên núi các bạn. Ngay cái đầu luôn. Vì có mũi tên nên nó chạy. Khoan nghe vậy, cố từ từ. Nó đâu có đồ đồng hồ túi vàng. Đi lục đồ chứ gì cha. You know, you're a lot less ugly from that other angle, Arthur. Come on. Athos đeo thắt lưng bằng vàng các bạn. Do we get a hug, Arthur? Warm embrace for a lost brother now found. You know, nothing means more to me than this gang. The bond we share. It's the most real thing to me. I would kill for it. I would happily die for it. But in spite of all of that, I would have easily left you here to rot at Charles Anstump. I don't believe a word of that, Arthur. Get him out of here. You're a great man, Arthur Morgan. The kind of young whippersnapper I can really admire. Shut up. Right, we should split up. Javier, will you escort Mr. McGuire back to camp? Charles, best you ride separately. Be careful. There's patrols everywhere. What about you? I'm gonna see what's worth taking here. I'll meet you back there as soon as I can. All right. Okay, come on. Have I got stories for you? Yeah, I can't wait. I imagine y'all miss me a lot, but fear not. The joy's back in your lives now. Giờ mình sẽ đi kiểm tra. Tôi chắc chắn là có. Ồ, tôi mới lượm được cây rìu các bạn. Để tôi kiểm tra xung quanh. Hộp đạn phải không? Cái này là hộp đạn. Hộp đạn súng bắn tỉa. Cái này vô được không ta? Ui, game ảo. Đáng lẽ phải vô được chứ. Chết mẹ các bạn ơi, có người ơi. Má. Mày móp xe lại đây. À, xui quá. Xui quá, xui quá. Chạy thôi tự nhiên mình bắn phát súng đó, ngu thiệt. Tôi chắc chắn là chỗ đó nó có cái gì đó. Nhưng mà hiện tại không thể nào lại đó được.
Tụi nó nè. Cái nhà này thế nào cũng có cái gì cho coi nè. Chưa vô được ba nhà nữa. Cây. Ờ, để tôi coi coi. Chưa có nhiệm vụ làm. Ủa? Hình như là có nhiệm vụ... Đây nè. Ờ, thôi đi làm vụ này đi. Ê, con ngựa bị ngu. Đi trên đường đi làm gì chạy. Gì vậy? Cái gì vậy? Ơi! Lạy luôn game mà. À, game bựa vậy trời. Bó tài. Thôi được rồi, em thua, em thua. À, tụi anh là nhất. Em là thua rồi đó. À, hai anh là nhất, ok ok, ba anh luôn, bốn anh. Vấn đề là ngựa mình chạy nhanh hơn. Ê, hình như cái thằng này nó không bao giờ nó tha mình gì, mình phải giết nó mới được. Kiểu như hồi nãy nó sáu thằng hay gì á, giờ nó còn có hai ba thằng. Ok, nó bỏ rồi, nó bỏ rồi. Ủa mình sao cái đường này giống cái đường về trại mình như ta? Hơi hơi giống. Hơi hơi giống mà chứ nó không giống lắm đâu. Ê, game nhiều cái nữa. Bựa thiệt. Seeming a good mood? I am, son. I am. Let's have some fun. Tonight. À, nó éo cho tôi làm luôn rồi. Enjoy ourselves. We having a party? Maybe. Just a little one. Nè, giờ mình sẽ ăn tiệc. Ok, ok. So everything's going to be okay. Uncle Sean is back. And don't you worry, Miss Grimshaw, y'all crow. I'll keep them girls in line. If I have to whip them, I will. And don't you worry, Mr. Pearson, you drunk old shitbag. It'll be nothing but the finest game in the pot. Now Deadeye Maguire's back. And don't worry about nothing, Mrs. Grimshaw. We'll have this camp running like clockwork. I love you bastards. Have fun. Have lots of... Ây, nhấn lộp, nhấn lộp. Even you, you grumpy old bastard, Arthur. Uh-oh, here comes trouble. I just can't get rid of you, can I? Mind if I join you, fine folks? Và sẽ không... Gì, cả nhóm đã ăn mừng sự trở lại an toàn của Sin và sẽ không có mặt cho cái hoạt động khác trong một thời gian, ok? Thì đối với tình trạng này thì mình đi ngủ thôi, có gì đâu. Mình thấy có cái cứu thương ở đây nè, đúng không? Ừ, đúng luôn. Bụt đắng. Well, what I would say,
Ồ, đẹp vậy. Hôm bữa tập trước mình nói để mình cạo râu để mình đi cạo. À, bây giờ mình nâng cấp trại được không ta? Tô đựng đồ ăn. Thôi khỏi đi. Tiếp. Không khí trầm lắng ạ. You didn't need much excuse. Somebody needs to show y'all how it's done. And I'm sure you will. That taught me something. And it taught me something I will never forget. Không được ta. Tôi tính nâng cấp chạy. À, cạo râu được nào. Mình sẽ cạo râu bớt đi. Đẹp trai liền. Thôi đi ngủ nha các bạn. Gì đây? À, cái này chắc mấy công thức để nấu ăn quá. Tôi nghĩ là gì? Ok. Gì nữa vậy? Kiểm tra gì? À, hình của thằng Athos. Thôi đi ngủ. Ngủ tới trưa luôn. Hôm bữa hình như tôi nhớ là cập nhật cái trại á, $200 vậy. Để tôi đi qua tôi cập nhật thử coi. Update lên. Xe ngựa của Athos. Phải không ta? Xe ngựa của Athos phải không ta? Có bạn nào bảo chào mình vậy? Mua. Lên chạy thôi. 325 lần. Thiếu tiền các bạn ơi. Ok, còn thiếu $100 nữa. Xin làm đi nhiệm vụ tiếp theo thôi. Các bạn nhìn game kìa. Uncle told me something about a train. Châm lửa. What did he say? Mary Beth overheard something about a train full of wealthy folk going down through Scarlet Meadows just south of the state border. Yes. Need help with it? I ain't even sure about doing it. Come on. At night, not too guarded, it's perfect. Nah, I ain't thought it through. You know, stopping a train, pain in the ass. Sure. But what if we could force a train to stop? Well, of course. We get a wagon full of some flammable oil. Put it on the tracks. They see it. They know they either have to stop or die. Ain't no train driver wants to be cooked alive. That is kind of brilliant for you. That is a real idea. I think that's the first time you ever had one of them. Shut up. You might be the first bastard to ever have half his brains eaten by a wolf and end up more intelligent.
So we're doing it? Yeah, we're gonna need ammunition, guns, real frightening, and some dynamite to open up the train. I'll get the supplies. Gotta head into town for Abigail anyway. Don't even ask. You go find us an oil wagon. Yeah, I know just the place. They're always heading into that refinery. There's an old rundown shack just over the border, north of a place called Dewberry Creek. Leave it hidden somewhere near there. Sao các bạn để ý không? Sao ở cái khúc này lúc nào nó cũng có khói chân đâu rồi? Nè nè nè. Mình thấy lúc nào nó cũng có khói chân á. Không biết bên đó là cái gì ha. Wow, cảnh đẹp quá. Wow. Ồ, có cái gì dưới đây? Khói nè các bạn. Lúc nào cũng thấy chân ngộ. Vậy đây, đi cướp mấy cái xe à. Do I want to? Cheer up. Cheer up. I need you cheer. I'm real cheerful, sir. My God, what did I drink last night? Oh, trái tim đồ gì đầy đủ hết ha. Ngon, ngon, ngon. Giờ mình sẽ đi cướp mấy xe chở dầu à, phải không? Để tôi coi coi. Một xe, hai xe. Xe chở dầu. Con quan. Look at what we stack! Don't you? I do. Spotty, hold your gun! Chỗ của mình bị lộ à? Chỗ của mình bị lộ rồi. Chạy đi đâu cha? Ở lại chơi mày luôn nè. Đây là địa bàn của tao à. Chết mẹ máu yếu rồi. À, mấy tụi này. Tổng 4 đô 5 đô con tụi này giàu nha. Còn hai đứa nữa. Cái xe này có gì không ta? Có. Dầu súng. Dầu súng là để vệ sinh với lại bảo trì súng. Rương nhiều đồ chứ. Cái bên đây mở được không ta? Oh,
Không được. Come on, girl. Yep. Hồi nãy được cỡ 30 đô. Nãy tập 266. Đang đi trên đường có tiền. Nó có súng kìa bạn. Cướp chứ làm gì cha. Cái này cướp đi đâu ta? À, cướp qua tới đây. Xe này thấy cướp dễ quá ha. Quá trời mấy con nai đen. Ê ê ê ê ê. Tẩu phóng. Tôi đang sử dụng có một tay à. Làm tôi bấm nút không kịp. Sorry các bạn, đang bận tay cho nên không có điều khiển nút. Hài thiệt. Game này đúng tấu hài. Để tôi đi bằng camera điện ảnh cho nó không có bị lật xe. Vậy là mình phải cướp. Ê ê, quá tôi nghi đụng quá. Chạy từ từ khúc này.
Come on, work. Yeah. To thật. Các bạn đi trên xe này á, các bạn nhấn chữ H quyết 6 á là con ngựa của mình nó sẽ tự động theo nha. Các bạn thuần hóa được thêm một con ngựa nữa thì nó cũng đi theo như con ngựa này luôn, thì nó được đi theo được 2 con. Nó là cái mẹo để mấy các bạn đi săn á mà thiếu slot á. Các bạn làm vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn yêu thích mình thì hãy để lại cho mình một like, một subscribe để mình có động lực làm video tiếp theo nha. Còn bây giờ, xin chào và tạm biệt. Bye bye.